Mùa đông anh em chăn nuôi thì nhớ là rắc trấu đều vào cho chuột ấm đỡ bị chết nhá. Thời tiết là lạnh thì chuột này nó chịu rét là yếu lắm, cứ thả đầy trấu vào chuồng nó, càng kín càng tốt. Nhưng mọi người mà muốn chăn nuôi tốt hơn thì mọi người có thể lấy tấm bò lô xi măng và người gác lên trên những viên gạch để cho chuột lấy lỗ chui ra chui vào nhé. Nhưng mình không gác, mình để đây để mình còn kiểm tra xem chuột nó có bị bệnh hay là, nếu chuột này mà nó cảm thấy những con nào lù dù yếu thì anh em nên mua cái thuốc đi ở của gà, anh em trộn lẫn với nước cho uống hàng ngày nhé. Lúc nào mà bố béo chuột thật nhanh thì mình có thể trộn thêm một ít men tiêu hóa vào cho nó ăn. Thế là mình trộn ít men tiêu hóa cũng trộn nhiều để cho nó tăng kích thích ăn và trông lớn. Thế này rét quá nữa không muốn quay video cho anh em xem, thỉnh quay một vài video lên là giao lưu với anh em thôi. Còn thực ra cái chăn nuôi nó dễ, anh em có thể tự làm chuồng nuôi được. Và có rất nhiều anh em hỏi giống hoặc số điện thoại trên video, nhưng mình cũng nói luôn trong video này là mình không tiện chia sẻ số điện thoại, hay là anh em muốn mua chuột thì mình cũng sẽ tư vấn luôn. Các bạn nên hỏi những người bắt chuột ngoài đồng ấy, những lô chuột nhỏ mà giá trị nó không cao ấy, thì anh em có thể lấy về để nuôi nhá, mua giá thành thấp thôi. Còn một số anh em thì bảo mình là chuột nuôi ở nhà đầy hạch, nhưng mà anh em quá sai lầm, anh em không nuôi chuột bao giờ anh em không thể hiểu được. Chuột nuôi ở nhà này là cái giống, nhưng mà là cái giống của nó là giống chuột đồng, chuột từ ngoài đồng, nó khác với con chuột mà giống ở trong nhà. Ở nhà nó có giống chuột khác, mình có thả ra ngoài đồng thì nó vẫn là chuột nhà, chứ không phải là do là ăn ở nuôi ở nhà hay nuôi ngoài đồng nó khác nhau, mà là hai cái giống chuột đấy nó hoàn toàn khác nhau. Giống chuột đồng nó khác hoàn toàn chuột nhà anh em nhé, anh em không nên nhầm lẫn hai loại đấy. Loại chuột nhà thì nó leo rất giỏi, chạy rất chi là nhanh luôn, nhưng chuột đồng thì khác. Anh em không biết phân biệt những con chuột đấy thì không nên vào comment lung tung nhé. Xin chào anh em nhé.